Xin chào các anh chị và các bạn theo dõi về cái máy tóc hỏi của bên Sở Tóc Giả Sài Gòn. Những cái máy hỏi bên mình là mình đang sử dụng cái máy hỏi giá. Hôm nay mình sẽ cho quý vị kiểm tra về cái độ ở trước phần mí, nó rất là tự nhiên. Đây, những cái phía trước của mình bên mình nhá, nó tự nhiên lắm. Đây là cái kiểu mình đã chải xước lên. Cái kiểu chải xước này là khó nhất trong các kiểu, tại vì khi mình chạy lên nó dễ bị lồ cái viền ở trước này, nhưng mà khi mình chạy lên thì phải khéo tay và kiểm tra những cái phần này. Mình chạy xuống nhẹ như vậy để nó lấp cái viền da để nó hài hòa, người ngoài không phát hiện được cái mình đồ tóc giả, để cho tự tin. Đây, mình sẽ lột lên để kiểm tra đây này. Đây, nó rất là chắc, keo mình rất là chắc. Tiếp theo nha.